Trên thành kiếm. Dạ, Nhật Quỳnh mới thấy có ba vị là thường cầm mít thôi. Dạ, còn dạ, sau đó thì kính mời Quỳnh qua thành án. Và Nhật Quỳnh cũng kính mời tất cả đạo tràng. Bữa nay ngày mà Sư Bét thử thử cầm mít lành đi, Sư Bét kể kinh thử coi. Sư Bét này kể kinh, đọc kinh hay lắm đó quý vị, tại dấu ngày thôi. Rồi mời mời đàn đông nha. Sa thú chị Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 371. Dạ, cảm ơn Sếp Kim Nhung. Chà giá phí khu mà cha bà ma đồ ma tề ca ma gu nề pha ma su chích tăng ma lô hạ gu lăng ghi lì pa ma tù ma can đi đu kha mi đăng ti đa ya ha ma nô. Chà ya phê khu ma cha ba ma đồ ma tê ca ma gu nề pha mô su chích tăng ma lô ha gu lăng ghi lì pa ma tô ma can đi đu kha mi đăng ti đa ya ha ya ha ma nô. Chà ya phê khu ma cha ba ma đồ ma tê ca ma cô nề pha man su chích tăng ma lô hạ cô lăng ghi lì ba mắt tô ma can đi đô kha mi đằng tê đa ya ha ma nô. Tỷ kheo hãy tu thiền, chớ buông luôn phóng vật, tâm chớ đắm sai dục, phóng vật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chà gia phích khô mà cha bà ma đồ ma tề ca ma gô nề pha mát số chích tặng ma lô hạ gô lặng ghi lì pa mát tô ma cần đi đúc kha mi đằng ti đa gia ha ma nô. Hỡi tỷ kheo hãy tham thiền, buông lung dục lạc phải nên dè chân. Nếu nuốt cục sắt đỏ hừng, bị thiêu bị đốt, chớ đừng khổ than. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời bàn tay quý vị rằng đông xin xuống mít nha. Dạ, sa thu sa thu lành thầy Sĩ Trần Đông. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin đặt kệ kinh pháp cú số 371. Chà gia phi khu ma cha pa ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng ma lo ha gu lang gi ri pa ma to ma can di du kha mi tan ti dai ha ma no. Cha ya phi khu ma cha pa ma do ma te ka ma gu ne pha ma su chi tang ma lo ha gu lang gi ri pa ma to man di du kha mi đan ti đai ha ma no. Cha ya phi khu ma cha pa ma do ma te ka ma gu ne pha ma su chi tang ma lo ha gu lang gi ri pa ma to ma can đi đu kha mi đan ti đai ha ma no. Tỷ chớ buông lung phóng dật,
tâm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sách nóng, bị đốt chớ than khổ. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Hỡi tỳ kheo hãy tham thiền, buông lung dục lạc phải nên dè chừng. Nếu nuốt cục sắt đỏ hừng, bị thiêu bị đốt nhớ đừng khổ than. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức và Nam Mô Phật Tha Giá. Còn xin được xuống mic. Kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên và Rào Rung. Không biết cô Tuệ Duyên có giơ tay để kể bài kinh 371. Kính mời cô Tuệ Duyên nha. Đây cô Tuệ Duyên và Rào Rung. Chắc cô Tuệ Duyên nghe em được hay sao vậy? Mến mời Sít Kim Nhung nha. Quang Thanh nữa này. Đây. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Sư Minh Hạnh. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 371 ạ. Chà gia phi khu ma cha bà ma đô ma tê ca ma hu nê pha ma su chi tăng ma lô ha hu lăng ghi lì pa ma tô ma can đi đúc kha mi đàn ti đa gia ma nô. Chà gia phi khu ma cha pa ma đô ma tê ca ma hu nê pha ma su chi tăng ma lô ha hu lăng ghi lì pa ma tô ma can đi đúc kha mi đàn ti đa gia ma nô. Chà gia phi khu ma cha pa ma đô ma te ka ma gu ne pha ma su chi ma lo ha gu lang ghi li pa ma to ma can di duk khan mi dan ti da ya ma no. Tỷ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sắt nóng, bị đốt chớ than khổ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chà gia phi khô ma cha ba ma đô ma tê ca ma gu nê pha ma su chi tăng ma lô ha gu lăng ghi li pa ma tô ma can đi đúc kha mi đan ti đa ya ma no. Hỡi tỳ kheo hãy tham thiền, buông lung dục lạc phải nên dè chừng. Nếu nuốt cục sắt đỏ hừng, bị thiêu bị đốt nhớ đừng khổ than, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ kính cảm ơn huynh Quát Tha Ná đã bớt bài. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ xà thủ, xà thủ, kính cảm ơn Chích Kim Nhung. Dạ cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Quang Thanh ơi cầm được không? Xin đưa bàn tay lên Quang Thanh ơi. Bây giờ có mắt làm không? Alo, alo Nhật Quỳnh.
mới chạy ra vào, chạy vào trả lời, nên Nhật Quỳnh không biết cái vị nào ca bài chưa, chỉ có nghe Kim Nhung hay nghe đời. Mời mời Quang Thanh. Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ya. À, con xin kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh và kính đảnh lễ cô tu nữ Tại Duyên. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 307, đọc bài câu pháp cú 371. Cha ya vi ku ma cha pa ma do ma te ka ma u ne pha mak su chi tăng ma lo ha gu lang gi li ba ma to ma can di duk ka mi dan ti đa hà ma nô. Con xin đọc lại. Cha ya phích cha ya phích cu ma cha ba ma đô ma tê ca ma cu nê pha mắc su chít tăng ma la u lang ghi li ba mát tô ma can di duk ca mi đàn ti a ma nô cha ra phi khu ma cha ba ma đô ma te ca ma gun e pha mắc su chi tăng mà lo ha cu lăng ghi li ba ma tô mà căn đi đúng khăn mi đan ti đa ha ma ma nô tỳ kheo hãy tu thiền chớ buông lung phóng dật tâm chớ đam đắm say dục phóng giật nuốt sắt nóng bị đốt chớ than khổ của hòa thượng Thích Minh Châu. Cha cha ya phi cu ma cha ba ma đô ma te ca ma cu ne pha mắc su chít tăng ma lo ha cu lăng ghi li ba ma tô ma căn đi đúc kami dan tidhamano. Hỡi tỳ kheo hãy tham thiền buông lung dục lạc phải nên dè chừng nếu nuốt cục sắt đỏ hừng bị thiêu bị đốt nhớ đừng khổ than của hòa thượng dưới đức. Dạ con đã đọc bài xong, con có ai thì mong thượng tọa Minh Hạnh sửa cho con, đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic, con kính ơn, cảm ơn huynh quát Hà Ná đã mất bài ạ. Dạ, alo alo, 1 2 3 4 2 4. Dạ, cảm ơn Sang Đăng. Hoàng Thành Lục Quỳnh đã cho biết nghe rõ. Thay chi tinh thần và cú sơ ba chạy lâu bố một. Dạ Quỳnh Vách Thanh Án, không biết mấy ngày cái đường truyền của tự nhiên sao. Dạ cha gia phi cu ma cha ba đô ma te magune pa mat su chitang ma lo ga
Sang ghi a di dukkha mi đan ti đầy hà ma lo cha yam phích khu ma cha ba mô ma tê ca ma gu nê pha ma su chít tăng ma o ha gu lăng ghi li ba ma tô ma căn đi đục khởi đắn tí đầy hà ma lô tỳ kheo tu thiền chớ buông lung phóng dật tâm chớ đắm say dục phóng phóng dật sắc bị đốt chớ than khổ. Thơ này của Hòa Thượng A ya Phật Tô A Tô Ha Gu Lăng Di Li Ba Ma Tô A Di Kha Mi Đan Na Nô hỡi tỳ kheo tham thiền buông lung nên dè chừng nếu nuốt cục đỏ kêu bị đốt nhớ khổ phổ là thường à, cảm văn hôm nay lúc nghe lúc miễn là dạ sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Đại Duyên. Dạ không biết cô tu nữ Đại Duyên có nghe những vị khác như thế nào cho Nhật Quỳnh nghe đường truyền của cô nó có lúc nghe được có lúc không đó cô. Dạ Đặng Đông có nghe. Ồ, Quang Thanh cũng nghe vậy luôn hả? Dạ, chắc cái được truyền của cô tu nữ Tị Duyên rồi. Nên ai cũng nghe như vậy. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Nam Mô Bích Hai, dạ. Dạ, kính Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tịnh Hạnh Dồi Dào Đạo Tràng. Dạ, cô ơi, cô có thể cầm mic được không? Cô có thể ôn bài cùng với Đạo Tràng không cô? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn cho Phan. Dạ, cô Tịnh Hạnh có thể cầm mic được không cô? Alo, cô Tịnh Hạnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Nhật Quỳnh xin nhường mic. Dạ, đợi hả? Đợi vậy thôi, Nhật Quỳnh xin phép được ông bài trước. Dạ, đợi cô khi nào được cô đưa tay nha. Dạ, tại vì còn có mấy phút nữa thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Thà giá. Ồ, cảm ơn bằng tài hình kiểm mà hình kiểm nha. Cái màn hình nó đèn thu không thấy gì hết trơn á chị ơi. Alo, có nghe chưa? Xin hỏi đạo tràng có nghe chưa? Dạ, con xin kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính đạo tràng, kính chào đạo tràng. Cái câu này hạnh kiểm chưa có học, tại vì mới vô sau có mấy câu hà từ ở nghe sư Chí Đức đọc rồi mới đọc theo được. Bây giờ hạnh kiểm nãy giờ nghe trong đạo tràng đọc, bây giờ bắt chước đọc theo. Dạ, anh kiểm xin đọc câu kinh Pháp Cú 371. Chà giá biết khu mà bát mà đồ mà tề cà ma gu nề pha ma
su chi tăng mà lồ mà lồ ha gu lằng ghi lì ba mắt tàu mà càn đi đúc ha mi đàn ti đầy ha mà nồ cha gia bin khô mà ba ma đô mà tê ca ma gô nề ha mắt su chi tăng mà lô ha gô lăng ghi li ba mắt tô mà can đi đông khả mê đàn ti đây ha ma ha nô. Tỳ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm say dục. Phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi tỳ kheo hãy tham thiền, buông lung dục lạc phải nên dè chừng. Nếu nuốt cục sắc đỏ hần, bị thiêu bị đốt chớ đừng khổ than. Ẩn dịch này của Hòa Thượng Giới Đức. Và hạnh kiểm giới bài xong rồi mà phải pháp xin đạo tràng, xin quý sư sĩ xin đạo tràng sửa dùm, tại vì hạnh kiểm mới đọc Pali, biết đọc Pali đây thôi, do Nguyên Tịnh giải. Và xin trả mít mà không biết bấm chữ nào đâu rồi nữa, nó đang thù lùi hả. Dạ, sa thú lành thai sĩ thành kiểm. Dạ, nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Dạ, sa thú lành thai kính cảm ơn sĩ Gopel, sĩ Nhật Quỳnh và sĩ Hồng Nhung, Văn Thanh. Dạ, con xin phép được ôn lại pháp cú kinh số 371 ạ. Cha Giá Phích Khú Ma Ba Ma Đồ Ma Tê Ca Ma Gu Nê Pha Ma Su Thi Tăng Ma Lô Ha Gu Lăng Ghi Lì Pa Ma Tô Ma Càn Đi Đúc Khá Mi Đăng Tí Đầy Ha Ma Nô Cha Giác Phí Khú Ma Pa Ma Đô Ma Tê Ca Ma Gu Nê Pha Ma Su Thi Tăng Ma Lô Ha Gu Lăng Ghi Lì Pa Ma Tô Ma Càn Đi Đúc Khá Mi Đăng Tí Đầy ha ma nô cha gia phi cô ma ba ma đô ma te ca ma gu ne pha ma su chi tăng ma lo ha gu lăng ghi li ba ma tô ma can đi đúc kha mi đăng ti đầy ha ma nô tỷ kheo hãy tu thiền chớ buông lung phóng dật tâm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hỡi tỷ kheo hãy tham thiền, buông lung dục lạc, phải nên dè chừng. Nên nếu nuốt cục sắc đỏ hừng, bị thiêu bị đốt, nhớ đừng khổ than. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ xin kính tri ân đạo tràng. Dạ con xin trả mít trả lại ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn cô Tịnh Thành vừa vào đạo tràng đã bị Nhật Quỳnh níu y rồi. Dạ cảm ơn đặng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính lãnh lễ đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh tín hiệu. Cảm ơn xích đặng đông. Dạ sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tình tệ duyên, xích hạnh kiểm, quan thanh, xích kim nhung, huynh quá thanh á, xích đặng đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới câu pháp cú kinh số 372. Và cảm ơn huynh quá thanh á cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trò hoa đành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường à, khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời à, nhắm vương lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử à, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp à, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian à, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni à, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 372. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân minh đến sư à. Sa thú lành thai kính tri ân Sít Nhật Quỳnh. Nam mô. Dạ âm thanh hơi nhỏ ha. Rồi chúng tôi sẽ chỉnh nó lên. Rồi chắc giờ là ok rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn Đức Tăng hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 372. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Natthi cha năng apanyasa. Natthi cha năng apanyasa. Đoạn thứ hai. Panya natthi acchayato. Panya natthi acchayino. Ồ, ở trên ở trên cái câu Quỳnh Quách Thanh Á đó là acchayato. Rồi acchayino cũng được. À, chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Dạ, dạ được, được, cả hai đều được hết. Đoạn ba. Yam hi cha năng cha panya cha. Yam hi cha năng cha panya cha. Đoạn thứ tư.
sa we nibbana santike, sa we nibbana santike. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ, ba từ. Từ đầu tiên, nách thiết, động từ, có nghĩa là không có. Từ thứ hai, cha năng. Cha năng, mình dịch là thiền. Cha năng dịch là thiền. Chana chia theo chủ cách, thành ra nó có cái hình thức là chăng, và ở đây là danh từ trung tính. Chana năng là thiền. Chúng ta nhớ thiền là khác mà thiền định là khác. Thiền định thì mình dịch từ cái chữ là samadhi. Còn chana năng này đó mình dịch là thiền, tức là dịch âm. Còn samadhi mình dịch thiền định đó, là mình dịch nghĩa samadhi là định, thiền định. Từ thứ ba, apanyasa. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra a cộng với là apanyasa. A là tiếp đầu ngữ, có nghĩa là không. Apanyasa chia theo cách thứ tư. Panya mà chia theo cách thứ tư thành ra nó có cái hình thức là asa. Panya là trí tuệ. Apanya là không có trí tuệ. Không trí tuệ. Rồi đoạn thứ ba. Xin lỗi, đoạn thứ hai chứ. Đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, panya là trí tuệ. Từ thứ hai, nách thí, không có. Từ thứ ba, achayino. Đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra a cộng với là chayino. Chayino từ cái chữ chayi. Mà chia theo cách thứ tư, thành ra nó có cái hình thức là ino. A là không. Chayi là thiền hay là có thiền, thành ra achayi là không có thiền. Rồi hồi nãy có một cái từ là achato đó, thì là achayanto, mà chia theo cách thứ tư thành ra nó có cái hình thức là achayato. Rồi bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có năm chữ. Từ đầu tiên dâm hí, đây là một quan hệ đại danh từ giá mà chia theo cách thứ bảy, thành ra nó có cái hình thức là âm hí. Là ở người nào hay là trong người nào, quan hệ đại danh từ giá mình dịch là người nào hay là ai, thì ở đây cách thứ bảy cho nên mình thêm cái trạng từ vào là ở trong tại. Ở người nào, trong người nào, tại người nào. Cha năng mình đã lấy nghĩa ở trên rồi là thiền. Tiếp theo chúng ta thấy có hai chữ chá. Đây là liên từ, có nghĩa là và. Từ panya, trí tuệ, mình cũng đã lấy nghĩa ở trên. Rồi đến đoạn cuối cùng. Đoạn
Đoạn cuối cùng có ba từ. Từ đầu tiên, đây là một nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba số ít. Chữ xá là người ấy hay là người đó. Chữ quê là một bất biến từ chỉ cho cái sự khẳng định thật vậy, đúng vậy, quả vậy. Nibbana Santike. Đây là một hợp từ, chúng ta tách ra Nibbana cộng với là Santike. Santika. Nibbana là Niết Bàn, còn Santike hay là Santika đó là kế bên hay là gần kề hay là sát bên. Nibbana Santike là gần Niết Bàn hay là sát Niết Bàn hay là kế bên Niết Bàn. Rồi chúng ta mới cùng nhau dịch văn nè. Bốn đoạn này là ba câu, xin thưa quý vị. Đoạn một là một câu. Nách thí không có cha năng thiền Appanyasa, đối với người không có trí tuệ. Rồi, của đoạn thứ hai là câu thứ hai. Panya trí tuệ nách thí không có Acha Yato hay là Acha Yino, đối với người không có thiền định. Không có thiền. Trí tuệ không có đối với người không có thiền. Rồi, cái đoạn thứ ba và thứ tư là một câu. Cha năng chá, bay nhà chá. Là thiền định và trí tuệ dâm hí ở nơi người nào? Quê, quá vậy hay là thật vậy? Xá, người đó. Nip ba na santike, gần nip bàn. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 372. Kính tri ân cô Nhật Quỳnh và một người nữa có cái nick là Gospel. Kính tri ân hai vị đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 372. Kính tri ân mà cũng là xin tùy hỷ phước phục vụ của hai vị. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhawa buddhang phakkhavantang avivadhemi svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami Suppatipanno phakkhavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 372. Câu kệ này cùng với 8 câu kệ nữa, tức là 9 câu kệ, có cùng một duyên sự, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tấu Quán Á, đề cập đến 9 nhóm tỳ kheo. Chín nhóm tỳ kheo tức là 900 tên cướp mà được ngài Xô Ná tế độ cho tu. Và 900 tên cướp này được ngài Xô Ná phân ra thành 9 nhóm. Rồi Đức Thế Tôn ngài thuyết 9 câu kệ này là 9 cái đề tài tương ứng với 9 nhóm đó. Điều đó có nghĩa đó là mỗi, mặc dầu ha, chung là cả 900 tên cướp là một bọn, nhưng mà trong số 900 người đó đó có khuynh hướng, có tiền nghiệp nữa, rồi là khuynh hướng sống khác nhau, và gom lại đó là thành 9 loại tiền nghiệp khuynh hướng sống. Mỗi một nhóm người đó là các cái đời sống xa xưa quá khứ đó, người ta đã có một cái sở hành hạnh với lối sống tương 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 xứng với nhau. Có người đó, cái điểm nổi trội đó là khi nói về làm sao tâm thanh tịnh đó, thì cái nhóm người đó đó khi nghe vậy đó là chợt nhớ. Chợt có thể nói, mình có thể nói đó là chợt nhớ lại những cái gì mà mình đã làm. Từ đó đó là có thể ngộ ra được pháp tánh. Nhưng mà có nhóm người đó thì phải nói đó là từ bỏ các cái việc ác đi. Thì khi cái gợi mở đó đó là khiến cho cái nhóm người này nè, người ta ngộ ra đi. Thì ở đây chúng ta hiểu đó, chín câu kệ này là chín đề tài ha, tương ứng thích hợp cho chín nhóm người, chín loại nhóm người. Thì cái duyên sự này bà con chúng ta đã nghe lui nghe tới như cũng mấy lần rồi. Thành ra hôm nay chúng tôi chỉ kể những cái chi tiết phục vụ để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ Pháp Cú số 372 này thôi. Tức là chúng ta hiểu ý nghĩa ở trong cái câu kệ đó là dựa vào cái duyên sự. Duyên sự là những cái gợi mở để mình hiểu. Và rồi từ đó đó, ai mà có trí tuệ rộng rãi sâu sắc đó, xin thưa quý vị, thì chúng ta có thể hiểu ra theo nhiều khía cạnh khác nhau. Giống bà con chư Phật tử chúng ta nhớ, ngài A Sa Chi nói có một cái câu kệ thôi, mà thanh niên Upatissa đó, qua cái câu kệ đó đã hiểu rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nhờ đó đó mà ngộ ra được pháp. Vậy thì cái duyên sự này đề cập đến cái gì? Là sau khi ngài Xô Ná ở chung một hương thức với Đức Thế Tôn, rồi đọc lại pháp thoại, chư thiên nghe hoan hỷ quá, cho nên từ nơi xa đó,
nơi nhà mẹ của ngài đó, cũng nghe chư thiên người ta sa thú. Thì hỏi ra đó mới biết được đó là à, con mình đang tụng đọc lại pháp môn cho Đức Thế Tôn nghe, Đức Bổn Sư nghe. Từ đó mới có cái tiếng sa thú này. Vậy thì là con ta cũng có thể thuyết pháp cho ta nghe được. Cho nên khi ngài Xuân Á trở về quê đó, thì người mẹ này đã cung thỉnh ngài thuyết pháp cho bà nghe. Và bà cũng rất là cung kính, cho nên đó là dựng lên một cái, mình có thể nói đó là cái rạp rất là nghiêm chỉnh, trang nghiêm. Cũng thỉnh ngài lên pháp tọa, rồi bà cũng ngồi ở dưới thân cung kính, khẩu cung kính, ý cung kính để lắng nghe pháp bảo. Thì trong khi mà ngài đang thuyết pháp đó, thì bà ta đó là một đại gia, cho nên các cái tên cướp đó, là 900 trên tên này, đột nhập vô nhà của bà ta, nó lấy đi các thứ. Mình có thể nói là lấy đi mọi thứ. Thì lần đầu tiên đó, những tên cướp này đi ở vòng ngoài, thì những người tôi trai tớ gái trong nhà đã đến báo cho bà. Thì bà nói đó, các ngươi hãy để cho bà nghe pháp. Tụi nó muốn lấy cái gì đó thì nó lấy. Lần thứ hai cũng vậy, đến lần thứ ba đó, thì bà nói nếu như mà các ngươi làm phiền bà thêm một lần nữa đó thì bà đuổi luôn. Thì qua cái sự kiện này đó, chúng ta thấy đó, cái tâm của bà này đối với pháp bảo cực kỳ tỉnh tinh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái lòng của bà ta đó là xả bỏ đối với của cải tài sản vật chất đó, xin thưa quý vị, cũng cực kỳ cao. Dạ, cũng cực kỳ cao. Cái tâm đó, bốn xỉn này, hay là cái tâm mà keo kiết, hay là cái tâm mà tham dữ tham chấp, được xả bỏ. Dạ, được xả bỏ. Dĩ nhiên là chưa có hoàn toàn. Là bởi vì bà có chỗ thì nói đã là thánh tu đầu quần rồi. Nhưng mà rồi ở trong kinh này đó, ở trong duyên sự này đó, thì nói là bà ta nghe xong đó thì là mới chứng đạo quả tu đầu quần. Dạ, thì nếu cho dù đó là thánh tu đầu quần đó, thì cũng chưa có từ bỏ, chưa có cắt đứt được hoàn toàn tham. Nhưng mà từ chỗ này này, chúng ta thấy khẳng định một điều, đó là gì? Cái tâm xả bỏ đối với tài sản của bà này rất là cao. Xả bỏ đối với tài sản rất là cao đó, xin thưa quý vị, tức có nghĩa là gì? Là từ bỏ đi các cái phiền não, hay là thiêu đốt đi các cái phiền não. Nhờ vậy mà bà ta mới được thành tựu. Và cũng ngay khi đó đó, các cái tên cướp đó, nó cũng có ở gần đó, nó chứng kiến. Thì nó thấy cái tâm của bà này cung kính tôn trọng đối với pháp bảo mạnh quá vậy đó. Thì xin thưa quý vị đó, các cái tên cướp này đó, kiếp hiện tại họ là cướp vậy đó. Nhưng mà những cái tên cướp này nè, đã tu, tu rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đây có thể nói đó là các bậc đại trí. Thì thành ra đó là các bậc đại trí thì họ sẽ nhận ra ngay được liền cái gì đúng cái gì sai. Cho nên đó là tên tướng cướp mới nghĩ đây là một bà này là một bậc thiện nhân, một bậc chân nhân, một người tâm có tu tập. Nếu mà mình phạm lỗi đến cái bà này đó, thì cái quả báo hay cái quả khổ đó
mình phải gặt hái cực kỳ nặng nề. Cho nên đó là chúng nó mới đến xin sám hối bà. Sau khi bà tha thứ xong, cái bắt đầu mới xin bà đó là xin với ngài Sô Ná đó cho đi tu. Thì ngài Sô Ná cho đi tu, cho tất cả 900 tên cướp này xuất gia và chia thành 9 nhóm. Chia tất cả thành đúng rồi, 9 nhóm. Mỗi một nhóm 100 người. Rồi dạy cho họ các cái đề mục nghiệp xứ. Và chính vì tỳ kheo này học các cái đề mục nghiệp xứ khác nhau, rồi đi tìm đến ở những nơi thích hợp đó để thực hành sám môn pháp. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, ngài Sô Ná mặc dù là bậc A-la-hán, nhưng mà ngài không có thể nào đó biết được cái điểm yếu, điểm mạnh của những người này đâu. Từ chỗ đó đó mà các cái nghiệp xứ ngài dạy cho chính nhóm này nè, có thể là chưa thật sự phù hợp. Thành ra lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở nơi tịnh xá Chê Tấu Ná xa xôi đó, ngài quán thấy cái duyên lành của 900 vị tỳ kheo này, và ngài nhận định ra cái pháp duyên, tức là cái điểm mạnh và điểm yếu của mỗi một nhóm. Cho nên đó là ngài phóng hào quang đến trước mặt các cái vị này và lần lượt thuyết lên 9 câu kệ ngôn cho 9 nhóm tỳ này. Tức là mình hiểu đó là 9 cái nghiệp xứ cho 9 nhóm này. Quý vị đã học xong 1, 2, 3, 4 rồi. Bây giờ chúng ta học đến câu kệ thứ 5. Xem như là cái nghiệp xứ thứ 5, là đề tài thứ 5. Đức Thế Tôn ngài thuyết: Nát thi cha năng a panh nhát xá panh nhà nát thi a cha yato hoặc là a cha yino dâm hi cha năng cha panh nhà cha xá quê Nibbana Santike. Và sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết dứt chính cái câu kệ này đó, thì ở trong chú giải nói đó, cứ dứt một câu kệ vậy đó thì 100 vị tỳ kheo chứng đạt quả A-la-hán cùng với tuệ phân tích. Và dứt hết 9 câu kệ đó thì cả 900 vị này đều trở thành A-la-hán tứ tuệ phân tích. Và bây giờ chúng ta cùng nhau, xin lỗi, đó là cái duyên sự, là những cái ý nghĩa chúng tôi gạn ra để phục vụ cho cái việc mà hỗ trợ chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ pháp cú số 372. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ pháp cú số 372 này. Câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dạy: Nát thi cha năng apanh nhát xá, là không có thiền đối với người không có trí tuệ. Đoạn thứ hai đó là panya natthi acchayino hoặc là acchayato, trí tuệ không có đối với người không có thiền. Đoạn thứ ba, đoạn thứ tư đó là thiền và trí tuệ có ở nơi người nào, thì thật vậy, người đó, đó gần niết bàn. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ hiểu hai từ thôi, hoặc là hai khái niệm thôi. Một, cha năng là gì? Hai, panya là gì?
Thì chúng ta hiểu Panya là gì thì chúng ta cũng sẽ hiểu đó là Appanya là gì. À, xin thưa quý vị, cha năng mình dịch là thiền, dịch âm đó. Nhưng mà cha năng đây là danh từ, nó xuất phát từ cái căn chê. Căn chê. Căn chê có nghĩa đó là làm cho hơ nóng, làm cho bốc hơi, thiêu cháy, thiêu đốt. Yeah, thiêu cháy, thiêu đốt. Và ở trong cái bộ thứ bảy của Tạng A Tỳ Đàm đó, là bộ Thana ở cái phần duyên Paccaya, thì ở trong đó có một cái duyên gọi là Thana Paccayo. Thana Paccayo. Thì ở đó đó mới giải thích ha, Thana Paccayo là như thế nào. Thana Paccayo đó là thiền na duyên. Thì thiền na có nghĩa đó là thiêu đốt pháp đối lập. Dạ, thiêu đốt pháp đối lập. Vậy thì xin hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ đối với phàm phu mình thì có bao nhiêu loại pháp? Pháp đó thì có ba, là Kusala Thamma, Akusala Thamma và Abhyagata Thamma. Có ba loại pháp, là thiện pháp, bất thiện pháp và vô ký pháp. Nhưng mà trên cái con đường tu tập đối với phàm phu của chúng ta đó thì chỉ có hai thôi, là thiện pháp và bất thiện pháp. Vậy thì thiêu đốt pháp đối lập ở đây là như thế nào? Xin thưa quý vị, đó là thiện pháp đó thì nó thiêu đốt bất thiện pháp, ngược lại bất thiện pháp thiêu đốt thiện pháp. Mình hiểu mình cái điều này như thế nào ạ? Xin hỏi bà con, trước khi mà chúng ta sát sanh trộm cắp tà dâm nè, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối nè, thì ngay khi đó đó chúng ta có tâm từ, tâm bi, tâm xin lỗi, ngay khi đó đó chúng ta có thiện pháp không? Khi mà sát sanh đó thì là mình có tâm từ không? Mình giết người ta rồi làm sao có tâm từ nữa? Mình giết người ta rồi làm sao có tâm bi nữa? Thì như vậy có nghĩa đó là sát sanh đó nó thiêu đốt, nó làm cho bốc hơi mất đi cái tâm từ, tâm bi đó. Rồi khi mà mình trộm cắp nè, thì mình có xả móng. Mình trộm cắp là mình gom vô mà, thì làm sao mình có xả tâm được? Thì thành ra đó là trộm cắp, mình thiêu đốt mất đi cái xả tâm đó. Tà dâm nào là mình phá hoại, hủy hoại cái sự an lạc hạnh phúc gia đình của người khác. Vậy thì ngay khi tà dâm đó đó, thì tà dâm đó là thiêu đốt đi cái sự an lạc hạnh phúc gia đình. Nói dối. Nói dối là nói láo nè, không có tôn trọng, quý trọng sự thật. Do đó ngay khi nói láo thì nói láo đó nó thiêu đốt mất đi cái sự thật. Và ngược lại, khi bà con chúng ta mà bố thí đó, tức là mình xả bỏ của cải ra đó, xả bỏ của cải ra đó, thì ngay khi đó đó là mình có tham lam không? Không. Tại vì mình đang xả ra mà, thì làm sao mà mình tham lam, mình ôm vô được? Ngay khi mà mình giữ giới, thì mình giữ giới là gì? Là trưởng dưỡng cái tâm từ tâm bi ở trong mình. Thì ngay khi đó mình có thể đó là đánh đập giết hại người khác được không? Có thể là trộm cắp của người khác được không? Không thể. Mình đã cam tâm tình nguyện ha, khép mình vào cái khuôn khổ, gìn giữ thân hành, gìn giữ khẩu hành, gìn giữ ý hành, thì làm sao mà mình làm được những cái việc kia?
Do đó khi mà mình giữ giới đó là mình đang thiêu hủy, đang thiêu hủy đi các ác pháp đó. Đó thì thiền nam mình hiểu là vậy, là thiêu đốt pháp đối lập. Như vậy thì từ cái chỗ này thôi nè ha, thì mình hiểu đó, thì thiền na ở đây đó là chưa có tốt hoặc là chưa có xấu đâu ha. Tại vì như chúng tôi giải thích cho quý vị đó, theo trong Chanapaccaya đó, Chanapaccayo đó, là thiền na duyên đó, thì thiền na duyên có hai loại, là thiêu đốt pháp thiện, thiêu đốt pháp bất thiện, ngược lại bất thiện thiêu đốt pháp thiện. À, thì lúc này đó mình chưa có thể nói đó là tốt hay là xấu đâu. Chưa có thể nói tốt hay là xấu đâu. Thì chúng ta hiểu được, thứ nhất là một cái khái niệm tha na rồi. Bây giờ đến cái khái niệm thứ hai là trí tuệ, Panya. Vậy thì Panya là gì ạ? Panya nó cũng từ cái căn nha, xin thưa quý vị, có cái tiếp đầu ngữ pa trước nữa. Cái thành ra Panya, có nhiều người người ta nói là Panya là cái sự thành tựu của sự hiểu biết. Thành tựu của sự hiểu biết. Vậy thì nếu mà mình dựa theo cái ý nghĩa này thì thành tựu của sự hiểu, thành tựu của sự hiểu biết đó. Vậy thì chữ Panya ở đây đó, mình có thể nói đó, nó gần gần với là Samadhi, là chánh kiến. Vậy thì chánh kiến hay là trí tuệ đó là sự hiểu biết như thế nào? Xin thưa quý vị, sự hiểu biết ha, theo năm khía cạnh, nhưng mà đối với phàm phu tu đang tu tập của chúng ta đó, thì chúng ta hiểu đó ha, chánh kiến hay là trí tuệ này nó thể hiện qua ba khía cạnh. Một là mình thấy rõ được nhân quả, Kammika Samadhi hay là Kammika Panya. Nhân nó cho ra quả, cái quả này là do từ cái nhân gì? Thì từ cái chỗ mà mình xác định được nhân quả, quả nhân này nè, thì mình cũng phải xác định cho được luôn là đúng và sai, sai và đúng. Thì đúng và sai, sai và đúng, mình liên hệ đến lời dạy của Đức Phật đó là thiện và ác, ác và thiện. Thiện là đúng, ác là sai. Thì thiện đó là có nhân thiện, quả thiện. Ác cũng vậy, cũng có nhân ác, quả ác. Khi mình chửi người ta là nhân ác. Khi mình nghe người ta chửi là quả ác. Mình chửi người ta là mình dùng cái miệng để mình chửi này, xin thưa quý vị. Thì lúc đó đó là khẩu hành nè. Khẩu hành đấy, khẩu hành nè. Hay còn gọi là khẩu nghiệp. Mà chửi người ta đó thì là khẩu hành bất thiện hay là khẩu hành ác. Còn khi mình nghe là nghe bằng cái lỗ tai, xin thưa quý vị. Nghe bằng cái lỗ tai thì là tâm nhĩ thức nghe. Mà nghe người ta chửi đây là cảnh xấu, cho nên lúc đó là tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Nghe. Đó là quả. Quả bất thiện hay là quả xấu. Đó mà tại làm sao mình nghe người ta chửi. Mình bị nghe người ta chửi. Mà mình cũng được nghe người ta khen. Đó là gì? Là do mình làm tầm bậy, do mình nói tầm bậy, cho nên đó mình mới bị người ta chửi, bị người ta chế. Thì làm tầm bậy nè, nói tầm bậy đó, có thể ở trong đời sống này và có thể các cái đời sống xa 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 xưa xưa quá khứ đó, mình đã từng nói từng làm tầm bậy như vậy, cho nên đó bây giờ mình mới bị vậy nữa. Thì trước đây, tức là trong đời sống này và liên hệ đến các cái đời sống xa xưa quá khứ đó, mình nói tầm bậy thì lúc đó đó là mình tạo cái khẩu nghiệp tầm bậy. Mình làm tầm bậy tức là mình tạo cái thân nghiệp tầm bậy. Mà nói theo Phật pháp đó là thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện. Thì thành ra giờ mình mới bị cái quả bất thiện là người ta chửi. Mình hiểu rộng ra nữa đó là gì?
bị người ta đánh đập nữa, bị bệnh tật ốm đau nữa, bị người ta lường gạt, vân vân. Nhân thiện đó thì nó sẽ cho quả an lành. Bây giờ chúng tôi thử hỏi quý vị ha, chứ chúng tôi đang giảng pháp cho quý vị nghe vậy nè, đang phân tích về đúng sai nè, thiện ác nhân quả nè, quả nhân vậy nè. Thì quý vị khen chúng tôi hay là quý vị chửi chúng tôi? Có thể có khen nhưng mà cũng có thể có chê. Khen là những ai nhận ra được rằng vì chúng tôi đang thuyết pháp nữa, đang giải Phật pháp dựa vào lời dạy của Đức Thế Tôn để triển khai đến bà con chư Phật tử chúng ta ở đây nghe và cùng biết về lời dạy của Đức Thế Tôn, từ đó ứng dụng vào trong đời sống của mình để có được sự an lạc hạnh phúc. Những người hiểu nhận ra được vậy đó thì là khen, tùy hỷ với việc làm của chúng tôi. Nhưng mà cũng có những người đó là sẽ chê. Sẽ chê. Thì xin thú quý vị đó, tại sao chúng tôi bị chê? Cho dù đó là chúng tôi đang làm lành nè, đang tạo nhân thiện nè, thì vì rằng đó cái việc lành, việc thiện, cái nhân này nè mới gieo, nó chưa có đủ thời gian năm tháng để nó trổ quả kịp, mà cái nhân xấu đó chúng tôi đã gieo từ trước quá khứ đó, nó tới giờ nó trổ quả, cho nên khiến cho người ta chê, người ta chửi. Thiện trợ thiện bằng xin lỗi quý vị, thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên nha, xin lỗi. Mình làm thiện cũng khiến cho người khác đó, người ta chửi bới mình, người ta chê bai mình. Mình phải nhận ra được vậy, nhận ra trên phương diện nhân quả, quả nhân vậy. Nhân lành thì cho quả lành, nhân xấu thì cho quả xấu. Nhận diện và hiểu rõ ràng vậy đó thì được gọi là có trí tuệ hay là có chánh kiến. Trí tuệ chánh kiến thể hiện ở khía cạnh thứ hai là tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Ở trên cuộc đời này không có cái chi đó mà nó tồn tại mãi mãi cả. Cái chi rồi nó cũng sẽ có cái sự biến hoại đổi thay, biến hoại đổi thay mau hoặc chậm thôi. Chứ không có cái nào mà nó tồn tại mãi mãi. Mình phải hiểu ra vậy. Thì xin thú vị, để hiểu ra được vậy thì buộc lòng là cái tri kiến của mình phải rộng. Hiểu phải sâu thì mình mới thấy ra được vậy. Như có người đã nói, có người đã nghĩ rằng cái quả đất này nó không bao giờ bị hoại đâu. Nhưng nếu như mà mình có đọc sách khoa học thì họ nói đó, cái quả đất này rồi cũng sẽ hoại chừng 2 tỷ năm nữa. Vậy thì cái mà mình cho rằng nó có thể là nó có nó trường tồn mãi mãi đó, nhưng mà nó cũng vẫn cứ bị hoại. Thì từ chỗ cái mà lâu hoại đó, đó, cái dần dần mình hiểu đến cái mà mau hoại nhất. Cái bông qua 10 giờ nữa, có 10 giờ là nó hoại rồi. Cứ một ngày tới 10 giờ là nó héo rồi. Thì còn có những cái đó mà nó mau héo hơn, mau hư hơn nữa. Thì tùy thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta rộng hay là hẹp. Để chúng ta thấy cái vấn đề này đó, nó rõ ràng đến cỡ nào. Và rồi này, xin thưa quý vị đó, cái chủng tính phàm phu đó thì là không có mong muốn những cái gì đó mà mình yêu thích đó, mình mến vừa lòng vừa ý của mình, mến bị hư đi đâu. Ai đó ha mà yêu mến sắc đẹp thì mong muốn đó là cái gì mà nó đẹp nó phải là trường tồn bất biến. Mà khi nó biến đi đó thì người ta chịu không được. Như ai đó mà họ mê cái khuôn mặt của họ nữa, mà bỗng dưng cái khuôn mặt của họ đó có nổi lên một cái mụn rồi chẳng hạn, một nếp nhăn, là bắt đầu họ nhăn nhó, họ khó chịu. Thì xin thưa quý vị, cái nhăn nhó khó chịu đó chính là khổ. Từ cái chỗ biến hoại đổi thay đó dẫn đến làm cho người ta đó là không có chịu được, thì đó là khổ. Nhưng mà cái biến hoại đổi thay đó, xin thưa quý vị đó,
là có phải do ý muốn của mình không? À, như cái qua 10 giờ tới 10 giờ nó héo đó. Mình muốn nó héo sớm hơn được không? Không. À, một cái bông hoa đó, cái vô thường của nó đó, khi mà mình hái nó ra rồi đó, à, thì nó cái vô thường biến hoại đổi thay đó trong chừng ngày, à, hoặc là 2-3 ngày vậy đó, tùy theo mình giữ. Có những cái đó nó vô thường rất là lâu. À, thí dụ như là cái máy tính này, xin thú gì, à, máy tính mà mình mua chừng vài chục triệu đó thì là cũng phải vài ba năm thì nó mới hư. À, nó mới hư. Đó, từ đó đó là vô thường. Vậy thì cái biến hoại thay đổi này là nó phải tùy thuộc vào bản chất của cái sự vật đó. Cái bông hoa, à, thì nó mau hư hơn là cái ly. Cái ly uống nước đó, xin thú gì, ly uống nước thì nó lâu hư hơn. À, cuốn sách nó lâu hư hơn cái bông hoa. À, cái máy tính thì nó lâu hư hơn là cái ly. À, quả đất này đó thì nó lâu hư hơn là cái máy tính. À, nhưng mà mỗi mỗi thứ tồn tại ở trong cái cuộc đời này đều phải bị hư hết, chứ không có cái gì mà nó tồn tại mãi mãi cả. Đó là tính vô ngã. À, thì hiểu vậy đó là mình có trí tuệ hay là có chánh. À, trí tuệ chánh kiến thể hiện ở khía cạnh thứ ba đó, gọi là samma magga, samma ditthi hoặc là magga panya. À, là hiểu được cái đạo lộ, à, hướng đến sự an lạc. À, thì xin thưa quý vị đó, an lạc có hai loại. Một là an lạc có và hai là an lạc không. An lạc hay là hạnh phúc. An lạc có hay là hạnh phúc có là khi nào mình có phước vật, có phước đức và có phước trí. Phước vật, phước đức, phước trí đó nó thể hiện ra khiến cho mình có nhiều cái cơ hội để lựa chọn cái cách sống cho mình. Giàu có khiến cho mình sống được an lạc hạnh phúc nữa ha. Khỏe mạnh có danh vọng địa vị khiến cho mình sống được an lạc hạnh phúc nữa nha. À, có trí tuệ thông minh đối đạt nha, khiến cho mình an lạc hạnh phúc nè, ở trong đời sống. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái an lạc hạnh phúc này nó không có bền. Cái an lạc hạnh phúc này nó có cái bề trái. Và nó có trái. Đó là khi mà mình có nhiều của cải tài sản vật chất, cái mình sống quen quá, đến khi không có là mình sẽ đau khổ. À, thành ra cái an lạc hạnh phúc này nó không có bền. Do đó đó, có một cái loại an lạc hạnh phúc khác là an lạc hạnh phúc của cái không có. Thì an lạc cái hạnh phúc không có đây là khi nào mà mình không có tham lam, không có sân hận, không có si mê. À, thì dầu cho đó mình có ăn muối nè, cơm với muối đó để mình sống đó, thì mình cũng cứ vui. À, thì cái an lạc hạnh phúc của cái không có này nè mới là tối thượng. Và để đạt đến cái chỗ này buộc lòng mình phải hiểu là từ bỏ được tham lam, từ bỏ được sân, từ bỏ được si mê đó, thì đó mới là cái cách, à, đó mới là chân an lạc, đó mới là an lạc hạnh phúc thật. Hiểu rõ được vậy đó thì được gọi là có trí tuệ, là có chân, dạ, có chân kiến. À, thì từ cái chỗ này chúng ta thấy đó là thiền định ha. Không có thiền định ha, đối với người không có trí tuệ. Ai mà không có hiểu vậy đó, à, thì lúc đó người đó xem như không có thiền định. Hay là có thiền định mà theo kiểu là gì? Bất thiện, à, thiêu đốt đi phát thiện. Thiêu đốt đi phát thiện. À, rồi câu thứ hai đó là gì? Có trí tuệ, à, xin lỗi, trí tuệ không có đối với người không có thiện định. Có trí tuệ nhưng mà là gì? Không có hướng đến từ bỏ tham lam, từ bỏ sân hận, từ bỏ si mê. Tức là không hướng đến từ bỏ ác bất thiện pháp đó. Thì xin thưa quý vị đó, trí tuệ đó đó cũng không khiến cho người đó đó có được đời sống an lạc hạnh phúc. Chứ có được đời sống an lạc hạnh phúc. Thành thứ ra đó là gì? Trí tuệ này là phải đi đôi với thiền định.
xin lỗi, phải đi đôi với thiền. Tức là có trí tuệ, có hiểu biết mà phải hướng đến thiêu đốt đi các ác bất thiện pháp. Tức là phải từ bỏ cho được tham lam, sân hận, si mê. Tham lam, sân hận, si mê. Thì khi đó mới được xem như là có trí tuệ, có thiền định. Có trí tuệ, có thiền định. Do vậy đó, khi mà bà con chư Phật tử chúng ta tạo bất kỳ một cái nhân phước nào đó, mà cái nhân phước đó đã hướng đến từ bỏ tham lam, sân hận, si mê, thì ngay khi đó bà con chư Phật tử chúng ta có thiền định. Xin lỗi, có thiền. Thành ra ở trong thiền na duyên nó mới gọi là thiện trở thiện bằng thiền na duyên. Thiện trở thiện bằng thiền na duyên. Tức có nghĩa đó là nhờ cái việc thiện mà mình đang làm đó đó, như là bố thí, trì giới, tu tiến nè, mà hướng đến từ bỏ tham lam, sân hận, si mê đó đó, thì mình mới có được một cái cảm giác là an lạc, là an vui, là hạnh phúc. Bắt đầu đó mình mới sốt sắng, mình làm tiếp nữa. Thì các cái ác pháp nè, bất thiện nè, như là bủn xỉn nè, là ganh tị nè, là ngã mạn nè, là ôm giữ nè, nó mất dần đi. Nó mất dần. Rồi nếu như đó mà nói theo ví dụ pháp này, thiền na duyên ở đây đó là nói đến bảy chi thiền. Đó là chi tầm, chi tứ, chi hỷ thọ, chi ưu thọ, chi hỷ, chi xả và chi nhất hành. Hai, bốn, sáu, đúng rồi. Tầm, tứ, hỷ thọ, ưu thọ, hỷ, xả, nhất hành. Đây là bảy chi thiền. Ở trong bảy chi thiền này chúng ta thấy có một cái chi là ưu thọ. Có một cái chi ưu thọ. Ưu đó là nó chỉ hợp ở trong tâm sân thôi. Như vậy là có một cái chi đó là thiên về bất thiện. Còn sáu chi thiền còn lại đó là nó đi được với cả ba tính. Thiện nó đi cũng được, bất thiện nó đi cũng được, vô ký nó cũng đi được. Và nó cũng đi được. Như vậy thì giờ chúng ta lấy sáu chi đó thôi. Tức là trừ ra đi cái ưu thọ là còn lại sáu chi thiền. Thì cứ có sáu chi thiền này là có thiền này. Rồi sáu chi thiền này mà hợp với sở hữu trí tuệ nữa đó, thì khi đó đó được gọi là có thiền, có trí tuệ. Và xin thưa quý vị, sáu chi thiền này mà đi với trí tuệ thì chỉ có hợp ở trong tâm tâm thiện thôi, chứ không có hợp ở trong tâm bất thiện. Không có hợp trong tâm bất thiện ha. Mà tâm thiện thì nó làm được việc gì xin thưa quý vị? Bố thí, trì giới, tu tiến. Tâm thiện làm được ba cái việc này. Mà khi làm được ba việc này thì là thiện đó, bố thí đó hướng đến từ bỏ tham lam nè, trì giới đó hướng đến từ bỏ sân hận nè, tu tiến hướng đến từ bỏ si mê. Và si mê thì với người mà có thiền nè, có trí tuệ vậy đó, mỗi một việc phước, việc thiện mà họ làm nó hướng đến từ bỏ tham lam, sân hận, si mê. Vậy dần dần đến khi không còn tham lam, sân hận, si mê, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ đó có phải là Niết Bàn không? Vậy thì Niết Bàn là gì? Niết Bàn đó là tịch tịnh, là vắng lặng. Tịch tịnh vắng lặng là sao ạ? Là không còn tham lam, sân hận, si mê. Đó là một loại Niết Bàn. Niết Bàn đó gọi là hữu dư Niết Bàn. Rồi đến khi đó mà sắc nè không còn sanh và diệt, danh nè không còn sanh và diệt, thì đó được gọi là vô dư y Niết Bàn. Niết Bàn có hai loại vậy, đúng không chị? Để đạt được đến hai loại này thì buộc lòng thân hành, khẩu hành, ý hành của mình khi thực hành không còn dính dắt
ha, hoặc là từ từ không còn dính dắt gì đến tham lam sân hận si mê nữa. À, mà để từ bỏ được tham lam sân hận si mê này thì là gì? Mỗi một việc làm của mình à, sao đó để cho nó từ từ giảm bớt đi. À, và rồi cũng phải kéo trở lại nữa này, xin thưa quý vị. Để giảm bớt vậy thì là trong cách làm, cách nói, này, cách suy nghĩ của mình đó, có bóng dáng của Bát Thánh Đạo hay là Bát Chánh Đạo. À, khi mà mình hiểu rõ ra được nè, tính nhân quả nghiệp báo nè, tính tam tướng là đạo lộ hướng đến Niết Bàn vậy đó, thì bắt đầu là gì? Mình mới cố gắng gìn giữ cái miệng của mình nè, không tạo khẩu nghiệp ác hay là khẩu nghiệp bất thiện. Cái thân của mình nè, không tạo thân nghiệp ác hay là thân nghiệp bất thiện. Cái ý của mình nè, không tạo nghiệp ý bất thiện hay là nghiệp ý ác. À, dần dần riết thì mình không còn tạo nữa, lỡ tham lam sân hận si mê. Đó là toàn bộ cái sự hiểu biết của chúng tôi về cái câu kệ pháp cú số 372. Xin được chia sẻ đến với toàn thể bà con chư Phật tử chúng ta là như vậy. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quái lực đại thần lực. Cầu mong chư thiên tùy với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Tất cả phương áo hẳn coi đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya re wa ta san thi vi ha ra wa si ni thu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thể ra cha map cha na wa ca cha bit kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sappa na pu ta sukhi ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng
pa ti cha te sa pe bi du kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tăng thẩm mu tham ma ta ra